Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay từ thiện ngày 7, Dương Hậu có nhận 300 đô Mỹ của gia đình Anh Quốc và Chế Bó, ủng hộ 300 đô Mỹ vào chương trình phát gạo ngẫu nhiên giúp cho bà con nghèo hoàn cảnh khó khăn quê hương nhập cùng. Dương Hậu thay mặt người nghèo khó khăn ngã 7 xin cảm ơn gia đình Anh Quốc và Chế Bó đã ủng hộ chương trình phát gạo ngẫu nhiên giúp những hạt gạo cho bà con nghèo quê hương Dương Hậu được ấm no và những gì may mắn khi bà con nhận được sẽ nhớ mãi ơn nghĩa này với gia đình Chế Bó và Anh Quốc. Dương Hậu xin trân trọng cảm ơn và nhớ mãi tình nghĩa của bà con ngã 7 và Chế Bó đã dành chọn niềm yêu thương đến bà con quê nghèo. Chúc cho gia đình Anh Quốc và Chế Bó luôn hạnh phúc và bình an, thành công trên mọi lĩnh vực. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Dương Hậu mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện 7. Mong quý vị hãy vào đăng ký và nhấn like, thích để giúp cho Từ Thiện 7. Dương Hậu xin cảm ơn.